Chào các bạn, hôm nay mình đang ở trại bò của chú Năm Trung ở xã Lộc Hưng, huyện Cẩm Bàng, tỉnh Tây Ninh các bạn. Đây lô bò mới về của trại chú Năm các bạn. Lô bò mới về, vừa tầm vỗ béo luôn các bạn. Mới về tầm 60 con các bạn. Tầm 60 con, giá dao động từ 16 triệu đến 30 triệu. Đó, các bạn thấy con này không? Đòn dài gu bạc nè các bạn. Đó, xương chà bá luôn các bạn thấy không? Bò này vừa tầm vỗ béo nè các bạn. Đó, thấy cái gu lúc lắc luôn các bạn thấy không? Đó, chân móng nè. Hoàn thiện hết các bạn. Bò này chú Năm lựa rất là kỹ nha các bạn. Đó, chọn lựa con giống rất là kỹ, tiêm phòng đầy đủ. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì đến trực tiếp trại chú Năm các bạn để lựa những con giống tốt nhất về mình nuôi nha các bạn. Đó. Đây các bạn không? Quay cái dàn xương của bò cho các bạn xem nè. Con nào con nấy cái xương chà bá hết các bạn. Đủ loại khung giá nha các bạn. Đủ loại khung giá cho các bạn và anh em lựa chọn nha. Đây. Con này đòn tàn sát các bạn không? Chân móng luôn. Đó, lựa rất là kỹ các bạn. Đó, đến trại chú Năm mua các bạn cứ yên tâm nha các bạn. Đó, trại chú Năm tiêm phòng đầy đủ các bạn. Về lô nào tiêm phòng đầy đủ lô đó. Đó, anh em ở xa có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp trại chú Năm cho các bạn. Trại chú Năm lúc nào cũng có bò hết các bạn. À, chú Năm. Dạ. À, chú Năm rất là dễ mua bán nha các bạn. Cứ đến trực tiếp trại chú Năm lựa con giống nha các bạn. Đó. Đủ mọi khung giá, loại nào cũng có các bạn. Dao động từ 16 triệu đến 30 triệu các bạn. Đó. Đây các bạn thấy không? Có khung sẵn các bạn, về mình chỉ đắp thịt thêm thôi các bạn. Đó, những con này là có khung các bạn, cao 1m3 1m4 bò không các bạn. Đó, có khung. Đó, mình đứng có lẻ đé nó luôn rồi các bạn, bò rất là cao. Đó. Đây các bạn thấy không, chừng móng rồi, bò này còn cao còn phát triển còn lớn dữ lắm các bạn. Đó, còn cao còn lớn còn phát triển dữ lắm. Dạ. Đó, chú Năm nhập lô nào về đã tiêm phòng đầy đủ lô đó các bạn, nên các bạn cứ đến trực tiếp trại cứ yên tâm các bạn. Trại bò chú Năm nằm ở phường Lộc Hưng, thị xã Tân Bàn, tỉnh Tây Ninh các bạn. Phường Lộc Hưng, thị xã Tân Bàn, tỉnh Tây Ninh. Chỉ số điện thoại chú Năm chúc mình sẽ dưới màn hình video các bạn. Dưới màn hình video, đây con khú nè các bạn không? Cực kỳ lực luôn các bạn. Chân móng nè. Đó, hoàn thiện hết dòng Italy nè các bạn không? Gu là gu bạc nè. Đó. Rất là cao các bạn. Con này nó có cái khung sẵn các bạn, về là mình chỉ đắp thịt thôi các bạn. Dễ béo thôi. Đó, giá giao đầu đủ loại giá các bạn, 16 triệu đến 30 triệu. Đó, đây cái lô này các bạn. Đây lô này vô nhỏ nè các bạn thấy không. Đó, con nào con nấy các bạn thấy không. 1m2 hay mấy. Đây cái lô này các bạn thấy không. Đó, cái lô này vừa túi tiền với người nuôi nè các bạn. Dao động từ 16 đến 30 triệu các bạn. Đó. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì đến trực tiếp trại chú Năm nha các bạn. Đòn nè. Đòn dốc các bạn thấy không. Đó. Đó.
Đây các bạn thấy không, chân nè. Cái lô này lô nhỏ nha các bạn, lô nhỏ nha các bạn. Nói nhỏ gì chứ lô nhỏ thì cũng rất là cao bò các bạn, rất là cao vàng. Đó, tới dưới luôn các bạn, dài tới dưới luôn. Chú Năm rất là dễ mua bán nha các bạn, 16 triệu đến 30 triệu các bạn, giá dao động. Giá dao động các bạn. Đây các bạn, mình sẽ quay lại một lần nữa các bạn, cho anh em xem kỹ càng hơn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì đến trực tiếp trại chú Năm đi, lựa những con giống tốt nhất về mình dỗ béo nha các bạn. Lô này mới về tầm 6 mấy con các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.